Rồi, hello cả nhà, mình xin chào với cô chú anh chị các bạn nha. Cả nhà vẫn là món cũ, chờ ông đó ông đập cái tép tỏi hết hồn nha. Trứng lộn, bún chả, giờ mình bữa nay ăn miếng quán cũ luôn, đối diện với bến xe của quán này ngon lắm nha cả nhà. Đối diện với cái chỗ cái bãi xe của Sapa nè, xe khách ta đậu bên lộ nhóc chân. Rồi giờ tranh thủ ăn đi đỉnh Phan Xipang cái nhà ơi. Sáng sớm thì mưa. Ừ, mưa hoài luôn. Ừ, hôm qua mưa, bữa nay mưa nữa. 474 Điện Biên Phủ. Ở bên đây là có cái bãi đậu xe, chứ không, hình như là không phải là cái bến xe cả nha, là bãi đậu xe khách. Giờ mình mua vé đi lên đỉnh Phan Xipang cả nha, bên đó là nhà thờ đá đó, ngay quảng trường luôn. Mình mua vé là bên cái tòa nhà vàng vàng này nè, đây tòa nhà vàng vàng có cái đồng hồ nè. Đi lên cái đỉnh Phan Xipang nó có hai cách đi. Một là mình vô tòa nhà vàng vàng này mình mua vé. Hả? Sao vậy? Bãi đỗ xe kìa. Thôi gửi xe bên kia rồi. Đã quên hỏi gửi tiếp nhiêu thôi. Thì chắc 10.000 15.000 giờ là cùng chứ đâu ăn ai lấy mất hơn nữa. Là có hai cách đi cả nhà. Một là mình vô cái tòa nhà vàng vàng này, mình sẽ mua vé. Là cái chặng đầu tiên là mình sẽ đi cái xe lửa cả nhà. Xe lửa nó sẽ kéo mình lên trên một cái đỉnh đồi để tới cái phòng cáp treo á. Tới nhà ga cáp treo á, rồi mình mới lên cáp treo, mình đi tiếp lên đỉnh Phan Xipang. Đó là cách đi thứ nhất. Cách đi thứ hai là mình chạy xe thẳng lên trên cái đỉnh đồi của nhà ga cáp treo luôn. Thì mình khỏi phải đi xe lửa. Xe lửa thì nó chạy khoảng 6 phút rồi. Đó, là mình lên tới cái đỉnh đồi đó, là mình mua vé rồi mình lên cái cáp treo, mình đi thẳng lên đỉnh Phan Xipang luôn. Nhưng mà mình thích đi đi xe lửa cả nhà, là mình ngắm được cái khung lũng vườn hoa nó đẹp. Mới mua vé xong rồi cả nhà, nè có cái bản vé nè. Vé cáp treo cả nhà là 800.000 cho người lớn. Rồi cái vé xe lửa là 180.000. Trẻ em thì người ta giảm xuống một chút. Nhà ga này nó đẹp mà nó rộng nữa cả nhà. Đẹp sáng sạch sẽ. Ở trong đây có chỗ gửi xe luôn, hồi nãy mình không biết mình gửi ngoài. Cái vé này nè là có khứ hồi luôn nha cả nhà, là mình phải giữ cái vé cho kỹ để mình còn đi lượt về nữa. Kiểu như ai muốn ngắm cái thung lũng vườn hoa thì mình nên đi xe lửa, mình trải nghiệm cho biết luôn, là thêm 180.000. Đây cái xe lửa đó, đây tàu hỏa. Không biết lên trển có mây có mưa không đây, tại sáng giờ mưa cả nhà. Anh lái tàu đã lên tới. Này kêu tàu hỏa chứ nó là xe điện cả nhà.
đâu có chuối xuống đâu. Có cái bờ lai cam trước mặt hay vậy? Bờ lai cam bay trước mặt. À, phía trước mặt mình cũng có một chiếc tàu đang chạy ngược hướng về nữa cả nhà. Mà bữa nay đi đợt này đi nè, cái đoạn đường đi nó không được đẹp, tại vì không có ngay cái mùa bông hoa rồi nở nhiều á, nó không được đẹp đấy. Thường là trên cái đoạn đường này nè là sẽ là ruộng bậc thang á, nhưng mà ở đây người ta chưa có trồng lúa cho nên là chưa có ruộng gì nhiều. Thôi kệ, bây giờ trên cái đoạn đường tàu chạy nè, không có bông hoa gì để ngắm thì mình lên tới trên này ra. Tới trên này ra trên đó người ta trồng bông hoa rồi, trên đó nhiều lắm. Lên tới nhà ga cả nhà. Trên đường đi thì mình thấy cũng không có bông hoa gì hết, vườn hoa là ở trong nhà ga. Nhưng mà mình muốn ngắm mấy cái vườn hoa là bắt buộc mình phải đi tàu. Đây, vừa bước ra cái nhà ga này là thấy bông hoa nhóc luôn rồi nè. Hôm qua mình chạy xe ngang đây nè, mình có quay á, nhưng mà mình chỉ đứng ở phía ngoài mình quay vô được mấy cây hoa đào thôi, chứ không có được đi vô đây. Ở đây nắng rồi nè, nhưng mà lên trên kia chồng nghỉ, không có nắng đâu, yên tâm đi. Ngộ à, giống như cây giả vậy. Dạ. Không đẹp quá. Cây nhìn giống như cây giả vậy cả nhà. Đào nhiều cánh kêu đào gì? Ờ, nhóc chân nè. Thì hôm qua mình đứng phía ngoài á, mình dòm vô á, phía hàng rào á. Trời ơi, cái bông bắp cải này trời. Ngày xưa bên Nhật kêu cái bông này là cái bông bắp cải không ơi. Nè nè, nó giống như cái bắp cải vậy nè. Ừ. Trồng lâu nó ra bông. Đúng rồi, lúc ở Nhật mình thấy cái mấy cây này thì hoài luôn á, nhưng mà cái tình trạng nó ra bông thì mình chưa thấy. Này sen đá cả nhà, sen đá ta trồng nhìn đẹp ghê. Có mấy bụi sen đá bự lắm nè vợ. Sen đá là đẹp đẹp không à? Nguyên cái bình hồ lô sen đá nè. Trồng hai bên đường luôn đẹp ha. Bên sen đá, bên bông hoa. Thank you.
các bậc đá trơn trượt, đôi khi đã có tiền sử bệnh tim mạch, cao huyết áp, tiểu đường, sức khỏe yếu không đảm bảo. Khoảng 30 tập nghỉ một lần, bám vào mắt lang thang ở hai bên đường, không lo y tế hỗ trợ 0911 166 166. Đây là nơi hội tụ tinh hoa văn hóa tri thức. Quý du khách sẽ được tìm hiểu những nét đẹp về phong tục, trải nghiệm các hoạt động văn hóa đặc sắc của từng dân tộc, và đặc biệt hơn là đón xem những chương trình biểu diễn nghệ thuật ý sẽ gửi tặng quý khách những món quà đặc biệt và cùng quý khách hòa mình vào các làn điệu dân ca gần gũi rộn ràng. Khi dừng chân tại ngôi nhà sàn của dân tộc này, quý du khách nơm nớp rộn ràng. Khi đến với đồng bào xa có, làn điệu hát du con đường làm người nghe gợi nhớ những hình ảnh điệu ca của mình. Làm nữa cho nó hoang dã. Vừa được quần trùng hết rồi, không bao giờ xa. Đây bên trái là đây là cái này là cây thiệt, trái thiệt luôn cả nhà, chứ không phải là người ta ghép hoặc là người ta dán vô. Cây thiệt, trái thiệt luôn. Ở đây cảm thấy nóng lắm cả nhà, hồi lên trên đỉnh không biết sao đây, chắc mình nghĩ là mát lạnh luôn á. Sáng mưa mà giờ nắng lên rồi, mình đi bộ nãy giờ nóng người. Bây giờ đi xuống cáp treo cả nhà ơi. Cái này nó mờ quá, cái kiến nó mờ quá, quay không thấy rõ. Ở dưới đẹp lắm luôn. Ở dưới đẹp lắm luôn á, nhưng mà nó bị mờ cái kính đó vậy. Cái kính của cái này nó mờ. Mờ quá. Ở trên đây nhìn xuống đẹp lắm luôn á.
xuống cáp treo cả nhà ơi. Đi cáp treo lần nào mình cũng chóng mặt bắt ói chứ, vừa mở cửa cáp treo ra cái là mình nhảy xuống mình ngồi ngoài đất liền luôn, mộ chứ đi không quen cả nhà. Vừa xuống cáp treo có cảm giác giống như là lần đầu tiên mình tới Nhật kia đó. Bên mình là tháng 1, tháng 2 á, trời rất là nóng. Vừa xuống máy bay tới Nhật á là trời rất là lạnh luôn, y như cảm giác ở đây vậy nè. Tại vì nãy dưới chân chân núi dưới Sa Pa nó nóng, lên trên đỉnh đây vừa bước ra khỏi cái lồng cáp treo cái là không khí lạnh nó ùa vô rất là lạnh luôn. Xuống cáp treo ai cũng mặc áo phao ấm vô chân cả nhà. Người ta chụp lại những cái bức ảnh mà có những năm mà tuyết nó nhiều nè cả nhà, ở trên đỉnh Phan Xê Băng tuyết nhiều vậy đó. Cái cáp treo này nè cả nhà, nó có độ trên nhau á, giữa trên đỉnh như đây dưới phía dưới á là cái độ trên nhau nó là cao nhất thế giới à. Nãy nó kêu là cao nhất thế giới luôn rồi. Thường thường mấy cáp treo kia là kiểu như cái độ trên của nó không có bằng cái này. Cái này là nãy người ta giới thiệu, người ta nói là nó trên nhau là cao nhất thế giới. Đó cả nhà, cái đỉnh Phan Xê Băng trước mặt mình đó có lá cờ cắm cho nó đó, thấy sát bên đi đó, chứ muốn lên đó là phải đi 600 bậc thang cao lắm. Sen đá này người ta trồng tốt ghê luôn cả nhà. Mình muốn lên tới trên cột cờ của đỉnh Phan Xê Băng đó là mình phải đi 600 bậc thang. 600 bậc thang à, đi từ lên mới tới đỉnh trên đó. Còn ai không muốn đi bộ 600 bậc thang á thì ở đây có tàu kéo. Có cái ga đổ quyền đó, cái tàu kéo á là người ta sẽ kéo mình lên, ngồi lên cho nó kéo lên tới trên đỉnh luôn. Thì đỡ tốn sức. Còn mà mình muốn đi bộ để chiêm ngưỡng thì dài mấy cái cảnh đẹp rồi vậy nè. Đó, với sẵn tập thể dục luôn thì mình đi bộ. Này là mấy trái dưa đó nha, mấy trái dưa, mấy trái cà tiên. Mình thì nói mình kêu trái cà tiên, ta kêu trái dưa, nhưng mà cái trái này không có dưa nha. Dưa là cái phần ở trên cuốn á, nó dưa ra cục cục, còn trái này nó không có dưa. Có trái này nó hơi dưa dưa nè. Ở trên này nó cao cả nhà, là không khí nó loãng, nó hơi thiếu oxy, cho nên là mình leo bậc thang mà leo gấp leo nhanh quá là nó sẽ bị mệt, mà nó mệt nhiều hơn là khi mà mình leo bậc thang ở dưới đất. Tại trên này nó cao, không khí nó loãng, nó thiếu oxy. Lên trên này là mình cứ đi lên những cái bậc thang, đi từ từ thôi, đừng có gấp, cứ đi từ từ thì nó sẽ không mệt, càng gấp là nó sẽ càng mệt. Chỗ đó nãy còn thấy được, tự nhiên mây nó bay qua cái hết thấy cả nhà. Ô mây nó bay vù vù luôn. Đó cả nhà, thế là tàu kéo á, nó đang thả giống xuống, nên tàu đó là kéo lên trên đỉnh. Mây ở trên nó cứ phà xuống. Thank you.
trên đây giống như đang ở bồng lai tiên cảnh như cả nhà, mây nó cứ bay phà xuống, bay tới bay lui vậy đó. Khoái cái cảnh này nè cả nhà, mây ở trên đó nó cứ ùa xuống theo gió vậy đó. Cái này đúng là sen đá luôn nè cả nhà, tại vì nó trồng trong đá nè. Cái vách đó vách đá đó, người ta cứ khoan lỗ là trồng vô nhìn đẹp quá. Mà ở trên đây cái khí hậu là nó lạnh đó, nó tốt, nó mặc lù à. Sen ở đây nó bự, nó mập ghê cả nhà, tốt. Rất là may mắn luôn, lên đây không có bị mắc mưa cả nhà. Sáng giờ mưa quá trời, tính bữa nay là bỏ không đi đỉnh Phan Xi Păng luôn á, mình đi qua bên Lai Châu á, nhưng mà hên tạnh mưa. Sáng ra là trời mưa, hôm qua cũng vậy, hôm qua cũng mưa buổi sáng nhưng mà buổi trưa nắng, bữa nay cũng vậy. Bên đó có tượng Quan Âm cả nhà, đi qua bên đó giếng Phật cả. Ở đây là những dãy núi người ta gọi là dãy núi Hoàng Liên Sơn, nóc nhà của Đông Dương, đẹp quá, nhìn đẹp lắm luôn cả nhà. Bữa nay đi thời tiết như vậy là quá đẹp rồi. Đi nãy giờ chắc hơn nửa chặng đường rồi, 600 bậc thang. Thế vậy chứ đi đuối lắm cả nhà. Mình dùng cái cách đi á, bước hai bước dừng lại thở một cái, bước hai bước dừng lại thở một cái, nó sẽ không mệt nha. Còn mình đi liên tục rồi cái mình nghỉ lại mình thở, nó rất là mệt luôn, là kiểu như nó muốn tụt huyết áp luôn vậy đó. Chứ không gấp, cứ từ từ. Ở đây hơi chói nắng ngược sáng xíu cả nhà. Cái cách của mình đi như vậy thì đối với mình cảm thấy ok, không mệt. Chứ mới lúc đầu đi lên mấy bậc thang nè, mình đi liên tục khoảng mười mấy hai chục bước vậy đó là mình mới nghỉ. Như vậy nó mệt lắm, tại vì lên trên đây nó không khí loãng á, cộng thêm cái mình mệt nữa, nó đuối người lắm. Mà cái thấy mình đi như vậy đó, chứ thấy thật ra nó cũng không chậm đâu, người ta đi mười mấy hai chục bước rồi người ta dừng lại người ta nghỉ mấy phút thì nó cũng bù lại cái mình đi chậm mà. Trên đây mình nhìn xuống thấy được thị trấn Sapa luôn cả nhà. Xa xa đằng đó đó, ngay chỗ có chòm nhà nhiều nhiều á, mà tại mây mù nhiều quá, mình quay vô camera nhiều khi là thấy không rõ. Chứ mình đứng ở đây thì mình thấy được. Gần tới cả nhà, phía trước mặt mình đó thôi à, cái cột cờ đó.
Phía bên ngoài người ta chuẩn bị làm lễ nè. Đây là Kim Sơn Bảo Thắng Tự. Sơn thì quang ảnh, thanh tịnh cảnh giới. Gió thổi cái mây bay ngang mù mịt luôn nha cả nhà. Hết thấy luôn đó nha. Người ta đứng làm lễ ăn đó đâu hết thấy luôn à. Phía dưới mù mịt luôn à. Một màu trắng xóa. Tượng Quan Âm đi đó. Đây cái nhà ơi, mình đã lên tới đỉnh Phan Xipang rồi. 3.143 mét so với mặt nước biển. Ôi ở đây nhìn xuống đẹp quá. Nhìn mấy cái dãy núi cả nhà. Nó nối tiếp nhau. Có mấy cái chùm bông đỏ đỏ, không biết gì. Đó, cái không khí lạnh, cái mây đó, nó bay tới đó, mù mịt. Lên trên đây nó hết lạnh rồi. Tại vì mình đi bộ, nó nóng người á. Nó nóng người, nó hết lạnh rồi. Mát, thành mát rồi. Nhưng mà lúc mà mới bước xuống cáp treo á, nó thay đổi không khí đột ngột á, nó lạnh. Bây giờ leo mấy bậc thang thì nó nóng người à. Lên đây không khí nó loãng á, mình mệt á, không có đủ oxy mình thở cho nên nó làm mình mệt lắm. Cho nên cứ từ từ mà đi, không gấp. Đi gấp quá là mệt, thở, không đủ oxy thở. Lên tới đây là đuối luôn á. Đi nó mệt á. Không khí nó lỏng á, thở không nổi. Xanh mặt mày hết luôn. Nắng hơi chát chát. Cái lỗ mũi thứ nhất khó chịu. Mấy lạnh. Thank you.
đây là chót vót của đỉnh núi luôn nè cả nhà. Cái này đá này là tự nhiên nè. Đây người ta làm nhiều cái tam giác này cả nhà, 3-4 cái luôn. Nhưng mà cái tam giác ngay chỗ này là cao nhất, tại vì nó đang ở trên cái đỉnh núi đá này, là chỗ này là cao nhất của đỉnh núi nè. Còn mấy cái đó là người ta làm tượng trưng chơi để chụp hình. Dưới phía bên kia một cái nữa. Đó, mây mù văng lối rồi kìa. Giờ này chiều 4 giờ chiều cả nhà, bắt đầu mây nó kéo tới mù mịt nè. Tay trễ trễ là mình thấy là giấc trưa nó ít mây, tầm khoảng chừng 4 giờ trở lên ha là mây nó kéo tới mù mịt luôn nè. Giờ là bao phủ nguyên ngọn núi luôn nè, đỉnh Phan Xi Păng đó, trên đó nè. Mình mới bước xuống mấy nấc thang à, hết thấy rồi. Thôi mình cũng xin kết thúc video, chào tạm biệt cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã luôn ủng hộ và xem video của mình nha. Hẹn cả nhà vào video tiếp theo ở Lai Châu. Bây giờ 4 giờ rồi. Giờ mình đi xuống xuống núi, xuống cáp treo. Mình đi Lai Châu. Xuống tới dưới cho cũng khoảng 5 giờ là bắt đầu 5 giờ mình xuất phát qua Lai Châu. Nếu như mà xuống dưới trời còn sớm á, trên đường đi á, còn sớm á thì đi dọc đường có cái gì đẹp mình sẽ quay cho cả nhà cùng xem nha. Đó, bắt đầu 4 giờ trở lên là mây mù kéo tới à. Trên đây là cái thác chính tầng nè cả nhà. Ở đây chảy xuống dưới đây nè. Nhưng mà mùa này không có nước. Cái này cái nhất mình được cảm ơn cô Thúc Thắng, đảm bảo an toàn tuyệt đối.